Hello, chào các bạn. Hôm nay mình xin review một chai nước hoa của nhà Le Labo. Đó là chai Bergamot 22. Thì các bạn thấy cái chai này mình xịt còn có chút xíu à. Thì chai này mình xài cũng 2 ngày nay rồi. Thì cái chai này á, nó nhà Le Labo á, là đa phần là nồng độ Eau de Parfum. Chai này ra mắt vào năm 2006, điều chế bởi nhà nước hoa tên là Daphne Burki thì phải, mình tạm nói là vậy đi. Thì hình như cái bà này, bà nổi tiếng với những chai là của D-Square nè, He Would, She Would đó, rồi Jean-Paul Gaultier Scandal, với lại Le Labo Neroli 36, với lại Rose 31 đó. Thì bà Daphne Burki này, bà điều chế cái chai Bergamot 22 này. Thì giá tiền của chai này á, là 50 ml, cho 50 ml tới 180 đô lận, còn 100 ml tới 270 đô lận, rất là mắc tiền các bạn. Ngang sắp sắp bằng Hermès luôn á đó. Đó thì nhóm nước hoa của chai này á, là người ta là xếp nó, quy nó vào nhóm hương gỗ thơm là woody aromatic. Hương chính của nó gồm có là như hổ phách nè, xạ hương, quả bưởi, cỏ hương bài, tinh dầu lá cam, cam bergamot, hương vani, hoa cam, với lại gỗ tuyết tùng. Thì giống như mình chưa có biết phân biệt giữa cái hoa cam nè, orange blossom, với lại cái hoa cam neroli, với lại cái tinh dầu lá cam là petrine. Thì mình nghe nói cái petrine á, nó là tinh dầu chiết xuất từ cái lá cam, còn cái lá cam kia là orange blossom, là nó là thuộc về, cũng là lá cam luôn, còn cái neroli cũng là lá cam luôn hay sao đó mình không biết nữa, mình dễ lộn với cái đó lắm. Nhưng mà khi mà mình ngửi cái mùi hương á, là mình biết cái nào nó là hoa cam orange orange blossom, cái nào là neroli. Thì điển hình như cái chai này nè các bạn, Zegna neroli này nè, thì ngửi nó một cái là biết nó là cái mùi hương neroli liền, còn cái orange blossom á, thì mình ngửi nó mình cũng biết luôn đó, mình biết phân biệt thôi, nhưng mà mình không biết hai cái nó chiết xuất, nó chiết xuất bằng cách nào đó. Thì để mình diễn tả cho các bạn cái chai này từ khi bắt đầu xịt cho tới lúc mà sau 8-9 tiếng sau á, là vậy. Khi mà mới bắt đầu xịt đó các bạn, thì ngửi nó được cái mùi tươi của cam nè, với lại bưởi, với lại cỏ hương bài. Ngửi coi như là mình biết cái mùi cỏ hương bài, mình xài rất là nhiều chai, mình ngửi cái là mình biết cái cỏ hương bài rồi. Thì cái mùi này các bạn biết khi mà mới bắt đầu xịt nó làm cho mình ngửi nghĩ tới cái chai nào không? Đó là chai này nè, Cartier Declaration, với lại cái chai của TDMS của đó. Thì mấy cái chai này nó có nốt cỏ hương bài ở trong đó nè, cho nên ngửi rất là giống nhau. Thì mình xịt hồi sáng mình xịt 3 lần, 5 lần chứ, 5 lần là một cái, hai giống như mỗi bên cổ tay là mỗi bên một cái là một nè. Rồi xong trước ngực mình một cái là hai nè. Rồi xong sau gáy mình cái nó là ấy là bốn chứ, xin lỗi. Ok, hai bên cổ tay là mỗi bên một cái là hai nha. Trước ngực cái là ba, sau gáy cái là bốn. Với lại một cái ở bên vai, ngay cái áo bên vai bên tay phải bằng cái nữa là năm, ba năm cái. Thì nó như vậy nè các bạn. Giống như á, khi mà cái mùi hương này nó xịt lên da á, nó sẽ cho các bạn cái mùi khác. Mà khi mà các bạn xịt lên áo á, nó sẽ cho các bạn cái mùi khác. Thì để mình nói trước là xịt lên da của mình như thế nào, sau đó mình sẽ nói xịt lên áo nó như thế nào nha. Thì cái mùi hương này khi mà mới bắt đầu xịt lên da đó, thì nó rất là fresh, nó rất là tươi, nó của cái vị cam bergamot, với lại bưởi, với lại vetiver cỏ hương bài á. Thì nói chung là nó có rất là nhiều citrus, cái nốt hương citrus là nốt cam chanh đâu á. Sau đó nửa tiếng sau á, thì cái mùi cam chanh, cam bergamot với mùi bưởi nó phai đi, chỉ còn ngửi được cái mùi cỏ hương bài nè, xong rồi nó với lại cái mùi hoa cam á các bạn, orange blossom á đó. Thì sau đó cái mình ngửi kỹ á, thì khi mà các bạn ngửi ngửi sơ sơ á, thì ngửi được cỏ hương bài với cái mùi orange blossom. Nhưng mà khi mà mình hít một hơi sâu vô,
hít một hơi sâu vậy đó, thì ở phía sau đó đó mình ngửi được cái mùi gỗ, nó có một nốt gỗ trong nó. Thì trong trên Farantica họ nói cái nốt gỗ đó là nốt cedarwood, là gỗ đạn, gỗ tuyết tùng đó. Thì mình không có biết phải không gỗ tuyết tùng không, tại vì thường thường cái gỗ tuyết tùng nó có cái vị giống như là cái mùi mà các bạn chú bút chì á, cái trong cái bút chì mà chuốt á, nó có cái mùi gỗ đó, nó thì nó giống như cái gỗ tuyết tùng vậy, nó hơi ngọt ngọt mà nó giống vậy. Thì hít một hơi được sâu do thì mới nghe mùi gỗ thôi, còn ngửi thoáng thoảng qua thì không có nghe mùi gỗ. Đó là những gì khi mà xịt lên da đó, thì cái mùi này nó bám trên da không có được lâu các bạn. Xịt lên da xong chừng 4 tiếng tới 6 tiếng, 6 tiếng là maximum, thấy 5 tiếng là bắt đầu nó muốn phai đi rồi. Thì 6 tiếng là ngửi là coi như không còn gì hết đó, ngửi trên da đó. Thì đó là mình chỉ ngửi được có mấy nốt đó thôi, là mới xịt đó là mùi cam nè, rồi mùi bưởi với cỏ hương bài. Thì hít một hơi thật sâu vô thì nghe được mùi gỗ, nó đơn giản là thôi. Ok, thì đó là xịt lên da thì nó cho mình cảm giác như vậy. Và bây giờ mình kể cho các bạn nghe là khi mà nó xịt lên áo thì nó như vậy. Thì khi mà mới bắt đầu xịt lên áo á, thì nó cũng có mùi fresh của nốt cam chanh, cam bergamot với bưởi với cỏ hương bài. Nhưng mà nó có thêm một cái mùi xanh nữa, mà cái mùi green cũng fresh mà giống như mùi rau vậy đó. Thì cái đó là tinh dầu lá cam á các bạn, nó rất là fresh, nó rất là green, rất là xanh. Đó, sau đó thì nó cũng bám lâu lắm, nó bám trên quần áo cái mùi cái mấy cái nốt hương đậu đó anh. Thay vì trên da đi thì 30 phút sau á là cái mùi cam với mùi bưởi cỏ hương bài rồi nó phai từ từ đi. Nhưng mà xịt lên áo thì nó vẫn còn. Thì mình ngửi trên áo được rất là nhiều nốt, là ví dụ như cam nè, rồi bưởi, rồi petiwen là tinh dầu lá cam, là orange blossom là mình dễ biết lắm, tại cái mùi đó nó giống như mùi ke vậy các bạn, nó vậy đó, nó giống như mình thấy nó giống như mùi ke, tại vì mình xài cái chai Maison Francisco John Apom á, đó cái chai APOM á, thì mình ngửi nó giống như mùi ke, nhưng mà cái nốt orange blossom trong cái chai này á, nốt hoa cam trong cái chai này nó không có dơ bằng của cái chai của Maison Francisco John, gọi tắt là MFK Apom á, đó thì cái này nó sạch hơn. Rồi sau đó cái hả một tiếng sau thì bắt đầu cái mùi cam với bưởi với lại chanh đồ nó cái bưởi với chanh rồi nó phai đi, thì mình ngửi còn được cái mùi cỏ hương bài với lại mùi gỗ. Thì xịt lên áo nó ngửi nó không có bằng cái tay, khó biết hơn mùi gỗ trên áo, ngửi không có được, tại vì biết làm sao không? Khi mà xịt lên áo á, nó cái mùi green của nó bám lâu hơn, cho nên ngửi kỹ, ngửi chỉ có mà để cái áo mà dính ngay mũi hít một cái vô thì may ra, còn mà ngửi sơ sơ á thì nó vẫn còn bị cái nốt mà nó xanh á của tinh dầu lá cam á với lại mấy cái nốt cam chanh nó che đi, cho nên ngửi không có ra mùi gỗ. Nhưng mà sau đó đó thì ngửi được cái mùi vani các bạn, nó ngọt ngọt. Mình lúc đầu mình đứng hồi cái mình kêu ủa xung quanh này hình như có ai ăn bánh hay sao, nhưng mà thực ra mình mới cái sau đó mình mới sực nhớ, mình kêu không có, hình như đâu có ăn bánh đâu, cái này chắc cái mùi hương vani trong cái chai bergamot 22 này nè đó, thì nó tạo, nó có cái mùi hương vani nó ngọt ngọt đó, nó giống như có người mới ăn bánh cookie vậy đó. Đó thì nói chung á là khi mà xịt trên áo á thì coi như là cái mùi hương mà nó lưu lâu nhất á là cỏ hương bài là một nè, rồi orange blossom hoa cam là hai này đó, với mùi một chút xíu xạ hương thôi, cái mùi xạ hương trong cái chai này nó rất là ít, cho nên ngửi kỹ á thì nó không có dơ, nhưng mà nó có ở trong đó, nó có một chút xíu thôi đó. Coi như là thực ra nói tóm lại là cái chai này nó rất là đơn giản các bạn, nó thực ra nó giống như là điều chế nó cũng không có gì gọi là phức tạp hết đó, ngửi chút xíu một cái là coi như là ra toàn bộ hết các nốt của nó như trên Francisca họ đánh giá hết á. Thì nói chung á là cái chai này thì lưu hương trên da là 6 tiếng, còn lưu hương trên áo là trên 8 tiếng, 8 tiếng đó là vẫn ngửi vẫn còn đó. Thì mình phân tích là vậy cho các bạn dễ hiểu. Còn độ tỏa hương của chai này thì nó không có được xa cho lắm, nó mới xịt thì khoảng chừng một cánh tay, nhưng mà một tiếng hai tiếng sau là nó thành nửa cánh tay, nó tỏa hương cũng gần lắm, không có xa. Nhưng mà các bạn đi ngang sượt ngang qua người ta thì chắc người ta nghe cái mùi này. Đó thì thời điểm khuyên dùng của chai này thì cái mùi này các bạn biết là đã là bergamot, nó là nốt chanh, thì phải xịt vào mùa nóng thôi,
chỉ có mùa nóng thôi là mùa hè thôi đó. À, dùng vào dịp gì thì mình nghĩ cái mùi này rất là dễ dùng, đi đâu xài cũng được, nó không có kén trường hợp. Xịt bao nhiêu lần thì mình nói, mình nghĩ là nếu mà chai full á, các bạn xịt cái này cũng 5 lần, 5 lần thì ok cũng không sao đó. Tại cái mùi này nó cam chanh, nó không có gây khó chịu cho người ta. Độ tuổi khuyên dùng của chai này thì mình nghĩ khoảng 18 tuổi, 21 tuổi gì đó, tùy thích thích mình xài. Cái mùi này nó không có, nó có già, nó cũng không có, không có xì tin cho lắm, nó vẫn xài được. Nói chung là 18 tuổi là ok rồi. Đó. Thì chấm điểm của chai này giá tiền á, mình chấm nó 3/5 điểm thôi. Tại sao nó 3/5 điểm là tại vì vậy. Khi mà các bạn giống như là xài mà chừng bắt đầu nó lưu trên áo á, khoảng chừng 6 tiếng trở đi á, ngửi cái mùi hương nó rất là rẻ tiền các bạn. Nó y chang như cái chai này nè. Đó. Thì hỏi các bạn chứ cái chai này nó rất là rẻ, có 100 mấy à. Còn cái bergamot 22 á, nó tới 270 lần. 270 mà nó khi mà nó cái mùi 6 tiếng sau á, nó ngửi cái mùi y chang những cái chai của designer thôi, mà Le Labo mà mang tiếng niche, nhưng mà xài cái nguyên liệu nó sao thấy nó rẻ tiền quá đi. Đó. Cho nên mình chấm điểm với chai này 3/5 là thật sự nó ngửi giống như là có rất là nhiều ít thích, có rất là nhiều người thích cái nhà Le Labo này. Nhưng mà mình đã xài nó qua 3 chai rồi thì mình chỉ thấy được cái chai Santel 22 thôi. Không, 22, Santel 33 chứ là ok thôi. Còn cái chai No 29 với lại chai Bergamot 22 này mình thấy không có hứng thú cho lắm. Cho nên chắc mình sẽ không có mua cái nhà Le Labo này đâu. Thấy nó không có đáng tiền cho lắm. Nó phải nói là nó overrated. Có nghĩa là người ta đánh giá nó quá cao đi. Nhưng mà so với... theo cá nhân của mình cảm nhận á, thì nó không có được hay cho lắm, xin lỗi các bạn. Đó. Thì nếu mà các bạn muốn mà cái một cái mùi hương mà nó tạo cho các bạn cảm giác thực sự á, thực sự đúng là cái mùi mùi coi như là không khí của mùa hè á, các bạn biết xài chỗ nào không? Đây. Zegna Mediterranean Neroli. Đó. Phải nói á, mình không phải là mình đánh giống như là mình đè giống như là phải nói là lăng xê nhà sang nhà cho lắm, nhưng mà quả thực á, cái nhà sang nhà này á, họ đi điều chế mấy cái chai nước hoa này phải nói là rất là hay. Các bạn thấy không, như cái chai này đi, Mediterranean có nghĩa là địa trung hải, Neroli là giống như là hoa cam á. Đó, giống như các bạn xài cái chai này, các bạn mở cái nắp ra, các bạn ngửi một cái, xịt lên cái, nó tạo cho các bạn coi như là nó dẫn các bạn tới ngay cái địa điểm đó luôn. Ngửi một cái mùi hương này á là coi như là tự nhiên mình có cảm giác giống như mình đang ở biển địa trung hải vậy các bạn. Nó phải không, nó rất là hay. Có nghĩa là cái chai nước hoa này nó có cái hồn của nó ở trong đó. Các bạn thấy không, cái nhà danh nhà này á, nó không có đơn giản đâu. Tại vì mấy cái chai nước hoa này nó tới 4 người điều chế lần, Perinerin nè, Fun Vocal nè, rồi thêm 2 ông nữa đó. Hôm bữa mình đã nói là 4 ông. Nếu mà các bạn coi lại cái clip mà mình nói là cái nhà danh nhà đó, các bạn sẽ biết 4 ông đó. Họ chứ mấy cái chai nước hoa kia thường thường người ta có 2 người hoặc 1 người hoặc cao tay lắm là 3 người thôi. Nhưng mà cái dòng Essence này của danh nhà nó tới 4 người điều chế lần, cho nên ít người biết là tại vì giống như là cái tên, thứ nhất là cái tên nó khó đọc quá đi, nó khó phát âm quá đi. Thứ hai á, là mấy cái chai này nó mới ra thôi, nó mới ra, nó mắc thành là năm 2012 thôi, cho nên nó chưa có phổ biến. Nhưng mà các bạn xài nó coi như là mình ngửi cái mùi hương nó rất là tự nhiên các bạn, nó tạo cho các bạn cảm giác rất là tự nhiên. Cái mùi hương nó coi như nó tự nhiên lắm, nó không có giả tạo giống như mấy cái chai của như Le Labo này đâu. Như cái chai thì đó mình đã nói, như cái chai Mediterranean nè, các bạn ngửi một cái là bảo đảm đúng là một cái không khí mà các bạn đi biển, đi mà nghỉ vacation, đi giống như là đi du lịch vậy đó, coi như là nó rất là thiệt. Còn như mấy cái chai út á thì nó hơi tối, là đúng là út luôn, đúng là gỗ út luôn. Còn cái mùi Japanese patchouli á, mình nói á, mình rất là thích á, thì các bạn ngửi cái mùi nó rất là sang. Tưởng tượng như các bạn đang ở khách sạn 5 sao vậy đó, ngửi cái mùi hương là giống như là mình có cảm giác như mình đang ở khách sạn vậy đó, nó sang dễ sợ luôn đó. Đó là bởi vì mình mới nói là cái mấy cái chai nước hoa mà của nhà danh nhà này, nó có cái hồn của nó ở trong đó, cho nên các bạn ngửi cái là các bạn tự nhiên các bạn liên tưởng tới một cái địa danh nào đó, chứ không có phải giống như mấy cái chai nước hoa tầm thường mà xịt cái thì mình chỉ biết là mình thơm thôi đó.
Thì đó là đánh giá là tại sao mình cho cái chai Bergamot 22 này của Le Labo 3.5 là vậy á. Tại vì cái mùi hương nó rất là tầm thường nhưng mà giá thì nó rất là mắc. Còn độ hấp dẫn của chai này mình cũng chấm nó 3/5 thôi, nó không có được sexy cho lắm. Thấy nó cái này là cái số điểm của mình chấm thôi nha, nhưng mà đối với một số người thì mấy bạn nhiều nhiều người nhiều khi họ thích, nhưng mà đối với cá nhân mình là cái chai này mình không có thích, cho nên mình chấm nó cái độ sexy nó 3/5 thôi. Còn về độ lưu hương của nó thì mình chấm nó là 4/5, nó lưu hương cũng rất là tốt, nhưng mà lưu hương trên da chỉ có được 6 tiếng thôi, rất là kém so với mấy cái chai mấy chai khủng của mình như chai Tower. Mình quên nói với các bạn, cái chai Tower nó bám trên da trên 10 tiếng á các bạn. Là bữa mình nói mình test á, mình xịt á, sáng đi ngủ, tối đi ngủ, sáng dậy ngửi nó vẫn còn á, đó, cái chai Tower đó đó. Còn độ mà độ linh độ tỏa hương của nó mình cũng chấm nó 4/5 điểm thôi. Này nó tỏa hương gần chứ nó không phải tỏa hương xa, tại vì nó về là citrus mà, nốt cam chanh mà, cho nên nó tỏa hương không có được xa cho lắm. Còn độ linh hoạt của nó thì mình cũng chấm nó 5/5, là coi như rất là dễ xài. Thì nói tóm lại cái chai này thì 3.8/5 điểm. Ở trên Frantica họ chấm 4.5, 4.5 đó trên 5 điểm, nhưng mà đối cá nhân mình thì chai này 3.8 thôi. Nó không, coi như là mình không có hứng thú với cái chai Bergamot 22 này đó, mình chỉ review cho các bạn biết thôi. thì sắp tới mình sẽ làm một cái clip về giống như là mình giới thiệu cho các bạn biết cái công ty á, nó sản xuất những cái chai nước hoa. Giống như một có một số chai nước hoa, một số nhà nước hoa thì nó cùng một công ty sản xuất. Điển hình giống như mình nói một số ví dụ thôi nha, như Tom Ford nè, với lại của chai của Emmanuel Zhang nhà này á, là cùng một công ty, đó là Estee Lauder đó. Hay là Lancome với lại Yves Saint Laurent là như của L'Oreal thì đó. Mình không nhớ rõ không thì mình ví dụ vậy thôi. Thì mình tính làm một cái clip nói về những cái nhà điều chế nước hoa đó, để cho các bạn giống như là biết những cái chai nước hoa đó là của mình, nó là do ai làm ra đó. Thì các bạn có thể giống như là trong quá trình các bạn sử dụng á, thì các bạn sẽ ngửi có một số mùi nó giống nhau, đó là lý do. Ví dụ như các bạn ngửi cái mùi Gucci đi thì nó giống như cái mùi hôm qua mình đã nói là cái chai gì quên mất tiêu rồi đó. Thì nhiều khi nó cái nguyên liệu của nó là sản xuất từ một cùng một cái công ty nó ra, cho nên nhiều khi cái nguyên liệu nó rất là giống nhau, cho nên ngửi rất là giống nhau, đó là vậy đó. Mình tính làm một clip gì đó. Thì tóm lại là clip này chỉ có vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào clip sau. Chào tạm biệt.